thế kỷ 22 y thánh cổ phi vũ, bởi vì một hồi sự cố, khiến nàng tại võng vương thế giới trọng sinh. Bởi vì bảo vệ, nàng nữ cải nam trang, muốn lấy tư thế nam tử, đứng thẳng trên đỉnh quần vật. Ân hừ, đừng quên, còn có ta, mắt mang nốt rùi lệ thiếu niên nhắc nhở nói, thiết, hầu tử sơn đại vương, ngươi còn kém xa đâu. Mọi người, chúng ta không phải người qua đường giáp. Tiểu thuyết máu chốt. Võng vương chi trọng thu được tân sinh không đạn cửa sổ, võng vương chi trọng thu được tân sinh TXT toàn tập đao loa, võng vương chi trọng thu được tân sinh chương mới nhất đọc. Chương 1 Chức trưởng môn, ta khinh thường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Hệ thống Trung sinh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Hạnh phúc bắt đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 4 Trưởng thành một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Trưởng thành 2 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 6 Trưởng thành 3 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Trưởng thành 4 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Trưởng thành 5 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Lần đầu gặp Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Việc vặt vảnh một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.